Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm thiệp hộp quà nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy đều mà. Chưa.
Yay. Gì má? Là sao?
Hãy subscribe.
kiểu này đấy. Đó nó đá sao mình khai đang quay mà cứ nói gì đâu không ngâm. Thank you.
Gì mẹ? Thuốc lá, cà phê, một con trai, một con gái.
đâu mà lọc được. Em ngồi rửa là sạch, em đang nuôi nhỏ nó tốt hơn. Cái bông giòn còn cái bông, bông bột kia là mình rọt nhỏ được. Tại vì nếu mà ăn nhỏ thì mình sẵn. Trời ơi, rồi sống đi. Vui lắm nếu không đi xuống nữa. Leo kêu đứa này nó chiều là tôi thấy mua cá, cá nướng về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nghe gì nói vậy? À, An. Ủa chú mua hả? Tưởng mé đây chứ. Chú mua thôi, mé đây thì mua không được. Tấu đi thì An chỉ tự nhiên chú mua đem vô không công chú. À. Tấu mắt đi mua rồi mua cho giường con luôn.